Thưa quý vị, vào sáng ngày 16 tháng 12 năm 2022, Phái đoàn Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội đã đến thăm và làm lễ cầu an tại Chùa Quán Sứ, trụ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đón tiếp đoàn có Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương cùng Chư Tôn Đức Văn phòng Trung ương Giáo hội. Trong không khí trang nghiêm, Ngài Nikhondet Palankura, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam và Phái đoàn Đại sứ quán đã thành kính dâng hương, niệm Phật, cầu nguyện thế giới hòa bình, người người được bình an. Dịp này, đoàn cũng chúc mừng sự thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027. Mong rằng Phật giáo Việt Nam sẽ là cầu nối thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia Việt Nam-Thái Lan ngày thêm gắn kết.